Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý vị đến với tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Cả nước bây giờ đều biết là Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức rút đơn kiện diễn diễn. Tuy nhiên, sự việc này có kết thúc drama gây sóng gió trên mạng xã hội những ngày qua hay không? Vấn đề ở chỗ, dù Đàm Vĩnh Hưng đã tuyên bố là bãi nại diễn diễn, nhưng phía của vợ chồng của đại gia người mỹ charles williams thì vẫn tiếp tục đơn kiện của mình vậy đơn kiện này kiện đàm vĩnh hưng tội gì nội dung đơn kiện ra sao và rồi những gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới đó sẽ là nội dung chính của hot news giới thanh tùng vào ngày hôm nay tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Đây là một vài mèo nhỏ để ghi nhớ cho buổi tiệc sắp tới của quý vị. Các vật dụng như khay đựng thức ăn bằng nhôm và lọ thủy tinh có thể tái chế nhưng cần phải vét sạch. Chỉ cần đổ hết thức ăn và chất lỏng ra khỏi đồ tái chế, sau đó dùng một cái thìa để trút hết toàn bộ và vét sạch. Nếu quý vị có thể lật ngược đồ tái chế mà không bị đổ thức ăn hoặc chất lỏng ra ngoài thì đã sẵn sàng để tái chế. Nếu quý vị bối rối về việc tái chế, chúng tôi ở đây để giúp truy cập San Jose tái chế org để tìm hiểu thông tin về việc phân loại rác thải. Ta về nhớ Huế mộng mơ, nhớ tô bún Huế ra liền sông Hương, mênh mang thổn thức cồn cào, gọi liền bánh nậm ít ram, bánh bèo. Quý bà con ở Cali hay bất cứ nơi đâu muốn cảm nhận hương vị quê hương qua tô bún bò Huế đậm tình miền Trung, xin mời đến với bún bò Huế sông Hương, một địa chỉ đáng tin cậy nơi phục vụ các món ăn đặc sản miền Trung chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị. Bún bò Huế sông Hương, tọa lạc tại 929 Story Road, suite 2018 San Jose, trong khu Việt Nam Thao, bên hồng Walmart, điện thoại 408 549 3195. Đặc biệt chúng tôi đang có chương trình promotion vở chỉ có 12 đồng 99, bún bò Huế 15 đồng 95, bún bò Huế sông Hương trân trọng kính mời. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm Menado Nado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng 408 528 9297. Đầu tiên, thưa quý vị, chúng tôi cập nhật lời tuyên bố chính thức từ phía của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đây là lời tuyên bố được trông chờ Suốt ngày hôm qua là ngày Ba Tây tháng 12 Tại sao người ta trông chờ? Là bởi vì trước khi Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng Rộ lên tin đồn là Đàm Vĩnh Hưng sẽ bỏ cuộc Và dạ, mọi người chỉ chờ Hưng lên tiếng chính thức Để kết thúc drama mà thôi Chứ không phải chờ Hưng lên tiếng người ta mới biết là Hưng bỏ cuộc Chính Thanh Tùng từ chiều ngày hôm qua cũng đã biết tin là Đàm Vĩnh Hưng sẽ bỏ cuộc. Chính Thanh Tùng chiều ngày hôm qua cũng đã biết tin phía Gerald Williams vẫn sẽ để đơn kiện. Nhưng chúng tôi cũng nín thở chờ phần lên tiếng của Hưng. Và không cần phải chờ lâu. Tối của ngày hôm qua theo giờ Cali, hôm qua tức là tối thứ ba, ngày 3 tháng 12, 2024, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức đưa ra tuyên bố ngay trên trang Facebook trang cá nhân của mình thành Tùng xin đọc lại để mọi người cùng nghe nếu có gì chưa đọc trang Facebook này chưa biết rõ nội dung phát ngôn chính thức của Đàm Vĩnh Hưng về vụ kiện với ông chờ Williams thưa tất cả quý vị khán giả và các fans yêu dấu của Hưng Hưng xin được đưa ra phát ngôn chính thức của mình về vụ kiện với ông chờ Williams như sau sau một thời gian suy nghĩ thấu đáo Hưng và ông chờ Williams đã cùng ngồi xuống đối thoại cùng nhau và đi tới quyết định là rút đơn kiện và khẳng định không tái kiện một lần nào nữa. Để tránh cho những thông tin tiêu cực và những điều không hay lại xảy ra, đây là quyết định Hưng nghĩ phù hợp nhất để mang lại sự nhẹ nhàng cho cả đôi bên. Nhiều đêm một mình Hưng tự sâu chuỗi tất cả lại, Hưng nhận thấy mọi việc đã xảy ra như một sự an bài của định mệnh trong cuộc đời Đàm Vĩnh Hưng, bắt buộc Hưng phải đi qua ngưỡng cửa này, không thể né tránh nổi được không phải lần quyết định nào trong đời mình cũng đều đúng hết 100%. Và sự nóng giận đã luôn làm con người ta có những quyết định không chính xác, cho nó hoàn toàn trái ngược với con người thật của mình. Hưng biết rằng trong thời gian qua, những ồn ào của mình đã khiến cho tâm trí mọi người xáo động, dẫn đến nhiều thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Hưng thực sự không muốn điều này xảy ra một chút nào. Thế nhưng, với những gì không may mình đã gặp phải, Hưng chịu tổn thương quá lớn, dẫn đến nhiều sự lo lắng, thêm nhiều vấn đề tiêu cực bủa vây. Chính vậy, Hưng có những quyết định chưa thực sự phù hợp, khiến tình hình càng thêm phức tạp và dễ bị xuyên tạc. Mong mọi người sẽ có cái nhìn rộng lượng và thử một lần đặt mình vào trường hợp và vị trí của Hưng để cảm thông, thấu hiểu, tha dị lên án mà bỏ qua cho sự cố không vui này nhé. Ngay lúc này rất cần một lời xin lỗi cho nhau, cho cả Hưng và ông Gerard Williams cũng như khán giả và gia đình của Hưng. Hy vọng mọi điều sẽ trở lại tốt đẹp và mọi người lại tiếp tục công việc của mình nhé. Mọi việc đã được người trong cuộc giải quyết. Mong mọi người trở về với cuộc sống thường nhật với những điều khác cần làm hơn cho bản thân và gia đình mình nhé. Trân trọng. Thưa quý vị, đó là bài viết ngay trên trang Facebook cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng với tựa đề Phát ngôn chính thức của Đàm Vĩnh Hưng về vụ kiện đối với ông Gerard Williams. Bài này được đưa lên mạng vào tối của ngày hôm qua, tối thứ ba 3 tháng 12. Xem như phần lên tiếng chính thức của Đàm Vĩnh Hưng là rút vụ kiện. Do có gì nghe có cái chữ mà mình phải để ý, đó là rút đơn kiện vĩnh viễn là sao? Rút đơn kiện vĩnh viễn có nghĩa là kể từ nay sau khi Đàm Vĩnh Hưng rút đơn kiện Ra Williams, Đàm Vĩnh Hưng sẽ không bao giờ được kiện Ra Williams thêm một lần nào nữa. Vĩnh viễn kể từ nay sẽ không kiện đại gia người Mỹ này nữa, đó mới là điều quan trọng. Và đàm Vĩnh Hưng tiết lộ trong phần tuyên bố của mình rằng là đã có sự ngồi xuống giữa hai bên để nói chuyện với nhau trước khi đàm Vĩnh Hưng đưa ra quyết định này. Và ở một bình luận khác của đàm Vĩnh Hưng cũng trên trang Facebook thì uh, uh, chúng ta mới được biết thêm từ chia sẻ của Dương Triệu Vũ là nhờ những người bạn tốt bụng của cả hai phía làm cầu nối để cho hai bên, một bên là nguyên đơn, bên là bị đơn ngồi xuống nói chuyện để có thể rút được. Nào, bây giờ rất nhiều người bảo rằng như vậy, như vậy là sống rồi. Sống rồi, Đàm Vĩnh Hưng mà rút đơn kiện vĩnh viễn thì xem như mọi chuyện vui vẻ. Có vui không có gì? Mọi chuyện đó ổn thỏa, có ổn chưa có gì? Như vậy là ổn dữ chưa có gì? Nào, đơn của Đàm Vĩnh Hưng rút vụ kiện của mình được gửi tới cho tòa thượng thẩm ở quận Cam. Vào khoảng buổi trưa của ngày Hai tây tháng 12 thì cùng ngày hôm đó sau vài tiếng đồng hồ Jarrah Williams đưa đơn kiện Đàm Vĩnh Hưng cũng ra tòa. Như vậy, đơn rút kiện quỹ vụ kiện của Đàm Vĩnh Hưng tới trước Jarrah đâm vụ kiện ra tòa thượng thẩm ngay sau đó. Thanh Tùng bây giờ mang tới cho quý vị nội dung thông cáo báo chí từ phía của Gerard Williams liên quan sự việc này như sau. Thưa quý thông cáo báo chí uh, rất là cẩn thận được chia làm hai ngôn ngữ. Phần mở đầu là tiếng Anh, sau đó là phần tiếng Việt. thì Chúng ta là người Việt Nam nên Thanh Tùng sẽ chọn đọc cho quý vị nghe thông cáo báo chí bằng tiếng Việt ngày 19 tháng 2 năm 2024, trong một buổi lễ mừng Tết Nguyên Đán đã được tổ chức tại ngôi nhà ấm cúng của ông Trà Williams đệ tam và vợ là bà Bích Tuyền Williams. Các vị khách ban đầu tụ họp tại sân trung tâm, nơi một sân khấu đã được Premier Production dàn dựng chuyên nghiệp phía sau đài phun nước để phục vụ ban nhạc và các ca sĩ biểu diễn tuy nhiên trong một vụ kiện nộp đơn chống lại Chora Williams để tam vào ngày 31 từ tháng 10, Đàm Vĩnh Hưng tới đây thì thiếu một đoạn so với bản gốc bằng tiếng Anh. tới đây thì Đàm Vĩnh Hưng đã cáo buộc sai sự thật rằng thiếu một đoạn. đoạn này trong bản tiếng Anh có cái chữ whom the Williams family had considered a close friend for years có nghĩa rằng là Đàm Vĩnh hơn người mà được gia đình Williams xem như là một người bạn thân trong nhiều năm đã cáo buộc sai sự thật rằng đài phun nước đã bị sử dụng làm sân khấu trong buổi biểu diễn dẫn đến việc sân khấu bị sập do một lỗi kỹ thuật ông tuyên bố rằng sự cố này đã làm hủy hoại cuộc đời mình một cách không thể cứu vãn mặc dù có những lời khẳng định như vậy từ tháng 5 đến tháng 7 cùng năm Đàm Vĩnh Hưng đã thực hiện một loạt 27 buổi biểu diễn cháy vé đầy ấn tượng trên khắp Việt Nam và Hoa Kỳ, thể hiện tài năng ca hát và vũ đạo đặc trưng của mình. Nội dung của thông cáo báo chí còn cung cấp thêm nhiều chi tiết hấp dẫn nữa. Đặc biệt, đơn kiện của Tara Williams nhắm vào Đàm Vĩnh Hưng bao gồm những nội dung gì đó sẽ là phần 2 của Hot News sẽ thanh tùng. Mời quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngũ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Thanh Tùng đang chia sẻ với quý vị nội dung thông cáo báo chí từ phía của Charles Williams nhắm vào Đàm Vĩnh Hưng, cũng như là nội dung đơn kiện của đại gia người Mỹ này nhắm vào Đàm Vĩnh Hưng bao gồm những chi tiết nào. Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Tiểu đường, cao mở, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi, kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó bio Emachu là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất BioEmatru là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brom. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. Bio Emachu 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi, dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Bio bình an đến cho mọi nhà, thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chân chơi gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1800 338 4121. Trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh DMV và đối diện Costco 408 279 5843. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Vietnam Town San Jose 408 293 5900. Tiếp tục cho thông cáo báo chí nhau quý vị. Mặc dù có những lời khẳng định như vậy, từ tháng 5 cho đến tháng 7 cùng năm, Đàm Vĩnh Hưng đã thực hiện một loạt 27 buổi biểu diễn cháy vé đầy ấn tượng trên khắp Việt Nam và Hoa Kỳ, thể hiện tài năng ca hát và vũ đạo đặc trưng của mình. Tuy nhiên, sau khi bị Việt Nam cấm biểu diễn trong 9 tháng, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 trong nước và ngày 18 tháng 7 ở quốc tế, Đàm Vĩnh Hưng đã chuyển hướng sang kiện tụng, nhắm vào người bạn Trò Rao, nhằm bù đắp cho thời gian gián đoạn nghề nghiệp tạm thời của mình. Ngày 31 tháng 10 2024, Đàm Vĩnh Hưng đã nộp đơn kiện một cách không chân thật, đổ lỗi cho sự mất mát thu nhập của mình do sự cố vào ngày 19 tháng 2. Đàm Vĩnh Hưng đã gửi một loạt các thư yêu cầu leo thang như sau. Lá thư đầu tiên vào ngày 4 tháng 7 2024 yêu cầu 15 triệu đô la. Lá thư thứ hai vào ngày 22 tháng 7 giảm số tiền yêu cầu xuống còn 5 triệu đô la với lý do bị tàn tật vĩnh viễn và không thể làm việc suốt phần đời còn lại. Đến ngày 9 tháng 10 năm 2024, Đàm Vĩnh Hưng đã đưa ra một yêu cầu khác trị giá 20 triệu đô la, đe dọa tăng lên 50 triệu đô la với lý do bị đau đớn kéo dài và tàn tật vĩnh viễn. Chờ tuy nhiên, đã trình bày 154 bằng chứng để bác bỏ những cáo buộc sai sự thật của Đàm Vĩnh Hưng. Vào ngày 2 tháng 12 năm 2024, vào đúng 2 giờ 26 phút chiều, Đàm Vĩnh Hưng bị áp lực bởi cơn bão chỉ trích của các fans và lo ngại trước sự thật rằng nhiều khách mời tại buổi tiệc ngày 19 tháng 2 năm 2024 đã ghi lại khi Đàm Vĩnh Hưng lao mình lên đài phun nước với một hành động cực kỳ nguy hiểm để đưa ra quyết định gây sốc và rút toàn bộ vụ kiện của mình với tính cách vĩnh viễn. Khoảnh khắc quan trọng này đánh dấu sự chấp nhận hậu quả thua cuộc của anh. Chính thức kết thúc hành trình pháp lý. Tuy nhiên, khi ngày hôm đó tiếp diễn, một chương mới đã mở ra. Lúc 5 giờ chiều, tỷ phú Charles Williams Đệ Tam đã để đơn kiện Đàm Vĩnh Hưng với bài viết lý đoán chi tiết dài 34 trang. Trong một hành động kiềm chế nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, ông Williams đã yêu cầu trong vụ kiện của mình tổng cộng 1 đô la tiền bồi thường. Mặc dù thiệt hại mà Đàm Vĩnh Hưng gây ra cho đại phun nước khi nó bị đổ và dở thành từng mảnh lên đến hàng chục ngàn đô la và khoản phí pháp lý rất đáng kể cùng tất cả thời gian mà ông ấy đã mất ông williams cũng đã yêu cầu đàm vĩnh hưng gửi một lá thư xin lỗi chính thức nhưng đến thời điểm công bố này đàm vĩnh hưng vẫn chưa ra vẫn chưa đưa ra hành động của ông williams mặc dù khiêm tốn về mặt giá trị tiền bạc nhưng lại mang ý nghĩa to lớn về nguyên tắc và phẩm giá ông williams với quyết tâm không lay chuyển tuyên bố ý định theo đuổi vụ việc đến cùng ông đã mời một đội ngũ luật sư tranh tụng hàng đầu từ California và Texas, cùng những chuyên gia và kỹ sư đã làm việc không ngừng nghỉ từ ngày 9 tháng 10 năm 2024 để đảm bảo cho công lý được thực thi. Lời nói của ông gian lên như một cam kết sâu sắc với những giá trị dược xa của chiến pháp lý. Việc xem xét đơn kiện của Williams tiết lộ chiều sâu của nhân cách ông, một người đàn ông có sự cống hiến dành cho thiên chúa, gia đình và bạn bè luôn tỏa sáng hành động của ông không chỉ thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho dân tộc việt nam nền văn hóa tuyệt vời và âm nhạc bất hủ của đất nước này mà còn vì tình yêu sâu đậm với người vợ việt nam của mình một nghệ sĩ và những người bạn nghệ sĩ của cô đồng thời nó phản ánh một quyết tâm bền bỉ trong việc giữ vững các nguyên tắc mà ông tôn trọng dù nhân hậu nhưng không hề nhân nhượng ông williams là hiện thân có sự kiên cường sẵn sàng chiến đấu hết mình vì những điều ông tin là đúng Cuộc theo đuổi công lý của ông không chỉ là một nỗ lực pháp lý, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của một trái tim được dẫn lối bởi sự chính trực và đức tin. Tôi vì đó là nội dung thông cáo báo chí từ phía của vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền và Trora Williams và Hot News, một chương trình của Thanh Tùng, có được thông cáo báo chí này để chia sẻ với quý khán giả xem. Như vậy thì thông cáo báo chí đã có thể tóm tắt rõ thêm một số chi tiết mà trước giờ chưa từng được công bố đó là việc sau khi bị cấm hát 9 tháng ở trong nước thì Đàm Vĩnh Hưng đã liên lạc với vợ chồng ca sĩ bích tuyền Trevor Williams ban đầu yêu cầu số tiền là 15 triệu đô 15 triệu đô nhưng hai vợ chồng từ chối. Thế rồi Đàm Vĩnh Hưng mới giảm giá từ 15 triệu xuống chỉ còn 5 triệu mà thôi thì hai vợ chồng cũng vẫn im lặng không trả lời. Đại diện luật sư Đàm Vĩnh Hưng mới viết thư cho Châu Rao yêu cầu số tiền 20 triệu Mỹ Kim, dàn xếp ngoài tòa còn nếu không thì sẽ ra tòa và gặp nhau với số tiền bồi thường lên tới hơn 50 triệu Mỹ Kim. Và dạ rồi, câu cuối cùng là dù nhân hậu nhưng không hề nhân nhượng, ông Williams lại hiện thân có sự kiên cường sẵn sàng chiến đấu hết mình vì những điều ông tin là đúng. 2 giờ, khoảng 2 giờ rưỡi thì đơn đơn quỷ vụ kiện của Đàm Vĩnh Hưng gửi tới tòa. 5 giờ chiều, đơn kiện Đàm Vĩnh Hưng được để nạp tại tòa. Và nội dung chính chỉ là yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng phải xin lỗi chính thức và bồi thường một đồng danh dự. Phía luật sư phí, Charles nói, ông lo hết. Tất cả thiệt hại có bồn phun nước hàng chục ngàn Mỹ Kim, Charles lo hết. Chỉ bồi thường cho ông một đồng tiền bồi thường danh dự mà thôi. Liệu trong thời gian tới Đàm Vĩnh Hưng có sẽ làm được như lời yêu cầu của rau hay không? Chúng ta sẽ chờ xem. Và liệu sau khi Đàm Vĩnh Hưng đã đưa ra lời xin lỗi rồi và bồi thường một đồng danh dự rồi, phía rau có chịu quỷ bỏ vụ kiện nhắm vào Đàm Vĩnh Hưng hay không? Lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cho nên ai đó lạc quan tếu và bảo rằng thôi Đàm Vĩnh Hưng đã rút đơn kiện thì xem như mọi chuyện đã xong, người nhà ngồi lại với nhau, giả dạ không. Vụ kiện vẫn còn Đơn kiện đã để nạp cho tòa thượng thẩm quận cam rồi. Bây giờ chỉ còn chờ Đàm Vĩnh Hưng mà thôi. Mà thậm chí Đàm Vĩnh Hưng có đồng ý, có đồng ý là làm cái cái thư xin lỗi chính thức công khai trên công chúng, trên báo chí và bồi thường một đồng tiền danh dự. Liệu Rao có buông tha chưa? Hay là còn đòi hỏi gì nữa? Sau khi có câu dù nhân hậu nhưng không thể nhân nhượng. Nó báo hiệu về việc là gia đình này họ sẵn sàng chơi tới cùng người việt trong nước gọi là chơi tất tay thú vị trên tay của thanh tùng bây giờ đó là cái uh, đơn kiện của trà williams nhắm vào đàm vĩnh hưng quý vị thấy mở đầu đơn kiện là một hai ba bốn năm năm tổ hợp luật sư từ hai tiểu bang texas và california nhắm kiện chỉ một cá nhân Đàm Vĩnh Hưng mà thôi. Thì trong đơn kiện kiện cái gì, đơn kiện dạy 34 trang, nhưng cho Thanh Tùng tóm tắt thật nhanh bởi vì mình không có đủ thời gian. Đầu tiên á là họ kiện Đàm Vĩnh Hưng về tội bất cẩn. Khi Đàm Vĩnh Hưng được mời tới căn nhà này, họ nghĩ rằng Đàm Vĩnh Hưng tự hiểu tới nhà người ta thì phải tôn trọng nguyên tắc về an toàn trong căn nhà này. Dạ. Theo đơn kiện thì Đàm Vĩnh Hưng đã làm ngơ với những nguyên tắc đó Và vì bất cẩn cho nên nhảy lên bồn phun nước Tạo nên tai nạn và tự gây thương tích cho mình Rồi, đó là một phần Họ thưa Đàm Vĩnh Hưng tội bất cẩn Thứ nhì Họ diễn dẫn ra từ tháng 5 Cho tới tháng 7 của năm 2024 vừa qua đó Thì Đàm Vĩnh Hưng đã có hàng loạt sâu diễn như là trong cái đơn cái cái thông cáo báo chí đó họ ghi rõ ràng là kể từ ngày mà Đàm Vĩnh Hưng bị uh, tai nạn rồi sau đó dưỡng thương sau cái live show của mình cho tới ngày mà bị cấm hát thì rõ ràng là Đàm Vĩnh Hưng đã có hàng loạt các show diễn ở trong nước chứ không phải nằm ở nhà không. Họ có hình ảnh Họ có clip của các show diễn của Đàm Vĩnh Hưng cho các show diễn này. Trong vòng 2 tháng, tổng cộng khoảng hai mươi mấy show diễn có hình ảnh hết. Họ cung cấp luôn cả clip trong live show của Đàm Vĩnh Hưng. Và rồi đơn kiện mới chỉ ra về tiền cát xê của Đàm Vĩnh Hưng trong các show diễn như vậy. Số tiền cát xê của hàng loạt show diễn cộng lại, khối tài sản mà Đàm Vĩnh Hưng có được. Và rồi đơn kiện đó thưa quý vị, họ yêu cầu hai điều sau đây họ yêu cầu quan tòa làm hai điều sau đây cái đàm vĩnh hưng là thứ nhất kiểm tra tình trạng di trú của đàm vĩnh hưng ngay tại đất mỹ nối tiếp theo sau một cuộc hôn nhân điều thứ nhì họ yêu cầu đàm vĩnh hưng phải công khai hồ sơ khai thuế trong nhiều năm qua để xem thiệt hại như thế nào mà đòi bồi thường 50 triệu đây là hai điều mà không một ai muốn công chúng biết dù không phải là ngôi sao chứ đừng nói là đàm vĩnh hưng đây là điều họ đánh thẳng, họ đánh thẳng. chưa kể sau đó rồi thì hàng loạt các yêu cầu khác nữa được lập được là được lập ra ở trong cái đơn kiện. và cuối cùng rồi thì dơ cao đánh khẽ bằng cách rằng là nếu đàm vĩnh Hưng uh, xin lỗi, chúng tôi chỉ yêu cầu anh ấy bồi thường một đồng tiền danh dự. nội dung dài lắm, trong đó có cả thân thế tiểu sử của bên nguyên đơn là Chira Williams và kể luôn cả số tiền uh, tài sản Đào Mạnh Hưng đang có tiền cách xê ra sao cho mỗi show nữa. Tuy nhiên vì không đủ thời gian nên Thanh Tùng chỉ kể sơ sơ. Hy vọng chúng ta sẽ có thời gian trở lại trong Hot News với Thanh Tùng vào lần tới. Ngoài nữa, chúng tôi đang cung cấp quý vị những thông tin mà chúng tôi đang có trên tay. Và dĩ nhiên, chúng tôi uh, là những người report tường trình. Quý vị sẽ là những người mà đánh giá. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Hot News với Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Hẹn gặp quý vị vào ngày mai.